Tổng Bí Thư chống nội xâm khó vì tự ta đánh vào ta. Nhiều người bảo chống nội xâm càng khó là vì tự ta đánh vào ta. Ai dám tự phê bình, tự nhận mình khuyết điểm, nhận kỷ luật, nhận kiểm điểm rất nghiêm túc, nhưng xin được rút kinh nghiệm thế thôi. Vì vậy, việc chống tham nhũng vẫn chưa được như chúng ta mong muốn, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng nói. Sáng 17 tháng 10, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình trước kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 14. Tại đây, cử tri đã đề nghị đại biểu Quốc hội làm rõ những vấn đề liên quan đến môi trường, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Cử tri Trần Công Dân, phường Thành Công cho biết, cử tri cả nước đồng tình cao với sự cố gắng của Đảng, Chính phủ trong phòng chống tham nhũng kinh tế. Chống tham nhũng quyền lực hình như càng khó khăn gấp bội. Sợi dây kinh nghiệm chúng ta đã rút, nhưng rút dây kinh nghiệm chống tham nhũng quyền lực là động đến rừng, thậm chí cả cây gỗ quý, cử tri Trần Công Dân nói. Đề cập đến vấn đề lãng phí, theo cử tri Võ Giang Đông, phường Nguyễn Trung Trực, cần phải chống quyết liệt như chống tham nhũng vì có những vụ việc gây lãng phí rất lớn. Vấn đề này cần phải có sự gương mẫu từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cử tri đưa ra ví dụ cụ thể như các kỳ họp quốc hội ở nước ta rất dài, đều trên dưới một tháng. Thế nhưng ở nhiều nước đông dân hơn chúng ta nhưng quốc hội họp ngắn hơn. Mỗi đại biểu đi họp phải chi phí cho họ rất nhiều. Do vậy tôi đề nghị quốc hội rút ngắn các kỳ họp lại. Vấn đề này nghiên cứu một cách khoa học, tôi cho là có thể làm được, cử tri Võ Giang Đông nói. Về vấn đề phòng chống tham nhũng, cử tri Võ Giang Đông cho rằng từ trung ương đến các tỉnh thành đều có ban chỉ đạo, thế nhưng làm chưa hiệu quả, chưa đạt yêu cầu. Cử tri Nghiêm Xuân Tuy, phường Thành Công, đề cập đến việc khắc phục hậu quả sự cố môi trường Formosa tại 4 tỉnh miền Trung, cử tri đề nghị ngoài việc công khai minh bạch, cần triển khai khẩn trương kịp thời vấn đề khắc phục sự cố và bồi thường thiệt hại do Formosa gây ra, vì nếu chậm trễ thì hậu quả khôn lường. Cùng vấn đề trên, cử tri Nguyễn Minh Châu, phường Phúc Xá cũng đề nghị việc bồi thường thiệt hại cho người dân phải công khai, minh bạch đến từng tay người dân, giúp dân khắc phục hậu quả. Vấn đề quan trọng nhất là phải khôi phục, phát triển được nghề cá, đặc biệt là đánh bắt và nuôi trồng hải sản, nhất là đánh bắt cá xa bờ, vừa khai thác cá vừa bảo vệ chủ quyền, cử tri Nguyễn Minh Châu kiến nghị. Cử tri Nguyễn Minh Châu cho rằng sau sự cố, các cơ quan chức năng của nhà nước và địa phương phải tăng cường biện pháp quản lý, giám sát, tăng cường các hoạt động quan trắc, theo dõi không để xảy ra sự cố môi trường tương tự, không chỉ ở 4 tỉnh miền Trung mà các địa phương khác, ví dụ như vụ cá chết ở Hồ Tây. Ngoài ra, theo cử tri Nguyễn Minh Châu, các cơ quan phải rà soát, chấn chỉnh các khâu phê duyệt đầu tư, các dự án liên quan đến môi trường, được thẩm định liên quan đến môi trường phải do các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, có đủ năng lực, có đủ máy móc, trang bị kỹ thuật để thẩm định, không nên giao phân cấp cho các địa phương. Cùng với đó là kiên quyết không cho triển khai các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn, gây ô nhiễm môi trường. Làm rõ ý kiến cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng ý kiến cử tri rất tâm huyết, sâu sắc, đề cập đến nhiều vấn đề quan trọng, đề cập đến vấn đề môi trường. Tổng Bí thư cho biết trước kia các địa phương làm ào ào, cấp rất nhiều dự án, có địa phương rất nghèo, không có dự án nào thì rất sốt ruột. Lý do nếu địa phương nào có một dự án vào thì thực sự là thay đổi, tăng trưởng kinh tế rất nhanh. Cho nên các địa phương đua nhau đi chạy dự án mà muốn dự án lớn, nhiều tiền, làm hoành tráng. Trong khi cán bộ chưa chuẩn bị, luật pháp chưa đầy đủ, điều kiện cơ sở vật chất ta chưa có gì. Vì vậy mà tính toán không đầy đủ vấn đề môi trường không phải chỉ Formosa đâu. Nhiều nơi lắm, thép, rồi chế biến thực phẩm đều có vấn đề cả. Vừa rồi rộ lên vấn đề cá chết ở miền Trung, giờ cá chết nhiều nơi, Hồ Tây có Formosa đâu, cá chết như thế, lý do như thế nào? Chúng tôi bảo phải kiểm tra xem có sự phá hoại gì ở đây không, thả cái gì xuống đây là cá chết hay không, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói. Tổng Bí thư cho rằng phản ánh của cử tri về vấn đề môi trường là rất đúng, nhà nước phải quan tâm,
đến vấn đề giữ gìn môi trường, đặc biệt là khi có dự án phải nghĩ ngay vấn đề bảo vệ môi trường. Tại buổi tiếp xúc cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng hoan nghênh góp ý của cử tri về nghị quyết Trung ương 4 vừa qua. Theo Tổng Bí thư, các vấn đề như xây dựng đảng, chống suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa là vấn đề lớn đã được đặt ra từ nhiều năm nay. Các bác hôm nay cũng lưu ý, hoan nghênh, mong muốn làm sao cho tốt, nói phải đi đôi với làm. Chúng tôi rất muốn thế, tha thiết muốn thế. Nói mà không đi đôi với làm thì chỉ có mất uy tín, mà không phải uy tín cá nhân ai, mà của đảng, của nhà nước. Nhưng thực tế khó thật, vô cùng khó khăn. Đối ngoại đã khó, chống ngoại xâm đã khó. Nhiều người bảo chống nội xâm càng khó vì tự ta đánh vào ta. Ai dám tự phê bình, tự nhận mình khuyết điểm, nhận kỷ luật đâu. Kiểm điểm rất nghiêm túc, nhưng xin được rút kinh nghiệm thế thôi. Vì vậy, việc chống tham nhũng vẫn chưa được như chúng ta mong muốn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ. Tổng Bí thư cho rằng vấn đề trên không phải làm một lần là xong, mà phải làm đi làm lại, như đánh răng rửa mặt hàng ngày. Điều đó gần như quy luật tự nhiên, nhưng chúng ta phải bình tĩnh, thông cảm với cái chung. Mỗi người chúng ta có cái gì suy thoái không? Có tự diễn biến, có tự chuyển hóa không? Có tham nhũng không? Có thích chức quyền không? Có thích khen không? Ai chê là thấy khó chịu rồi. Con người là như thế, một tổ chức cũng vậy. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi và trao đổi cùng cử tri. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng những góp ý của cử tri về vấn đề trên là rất đúng, rất sâu sắc, nhưng quá trình thực hiện cần phải kiên trì, kiên quyết và phải làm hết đợt này đến đợt khác. Liên quan đến vấn đề chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư nêu rõ Đảng và Nhà nước đang quyết tâm làm và từ đầu năm đến nay đã được cử tri ghi nhận có chuyển biến. Lần trước tiếp xúc tôi đã nói có những việc làm nhưng chưa thể nói được, vẫn phải làm. Thà rằng nói ít có kết quả còn hay hơn cứ hứa hẹn hơn nói nhiều mà không làm được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.